Chào anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với video Worldbot. Và ngày hôm nay chính là video thứ hai của mình trong ngày hôm nay. Bởi vì mấy nay thì mình bắt đầu chơi vào công việc, cho nên là mình sẽ ban ngày mình sẽ làm được khá là nhiều thời gian. Vì thế cho nên rảnh cho nên quyết định đi báo tem tiếp. Và ngày hôm nay chắc chắn là anh em cũng đã nhìn thấy rồi. Vừa nhìn vào thì có thể là anh em có thể âm thầm đoán là mình đang chơi cái gì. Một con Orochi, đó là cầm theo là một cái khiên vàng và một cái khiên xanh. Ok cho anh em, tiếc là mình không có khiên tím. Khiên tím thì chỉ có mỗi đó là Ron Nebula hoặc là mấy con robot có khiên tích hợp thôi, còn lại thì không. Nhưng mà về phần khiên đó thì có một cái khiên tím, một cái khiên vàng thì nó cũng hơi bị ghê rồi. Vào trận thì anh em sẽ có hai cái ống khiên, một cái màu xanh, một cái màu vàng, đó là ghê. Và mình đem full đó chính là bộ module tăng tốc luôn cho anh em. IA này, Nitro Unit luôn. Với cái tốc độ 69 km/h này thì nó hơn hẳn con Loki ở 55 km/h. Và nếu như mình lắp bộ vũ khí này có thể gọi là hơi bị ghê, chạy có thể hơi bị nhanh. Và thêm đó là tăng tốc độ này, sửa chữa độ bền tối đa, sau kích hoạt kỹ năng thì sửa chữa độ bền tối đa nó cũng vậy. Đó, nạp lại năng lượng nhanh hơn, hơi bị bá. Có thể gọi là thêm con Ron này nữa để mà an toàn, cho an toàn. Nếu như đối thủ nào phát hiện ra mình mà nó bắn trúng mình thì nó sẽ bị mù tạm thời, có thể là trong tầm đấy. Ngày hôm nay thì hơi báo nha anh em, bởi vì mình lắp một bên là nồi cơm mà một bên là phóng lao, nhìn thì nó cũng hơi kỳ kỳ. Nhưng mà do cái chuyên mục mấy bữa nay mình thấy là đi báo tem thì nó là vui, cho nên là chúng ta cứ tiếp tục thôi. Và ngày hôm nay tiếp tục rồi, vẫn như lời cũ chúng ta. Bây giờ video ngày hôm nay mình có lên lịch sẵn rồi, vẫn tiếp tục là một bạn tham gia review với chúng ta, nhưng mà sẽ chỉ là một bạn thôi, để tranh thủ là cái thời gian cái ông con ruồi này vừa mới à không, ổng nằm đâu ấy không biết. Vẫn trong nói cũ, anh em là không xem thì anh em có thể tua qua nha. Ủa cái này hình như mình có review rồi phải không ta? ID à? Không anh em, cái ông này thì có kết bạn với mình thôi chứ review thì chưa có. Ở đây anh em có thể nhìn thấy nha, một cái xưởng có định hướng rất là tốt về bậc rank cao, cũng tức là nếu như mà anh em chơi trên rank cao thì anh em sẽ có cơ hội rất là lớn. Một con Kuri Incinerator này, nói chung có con Kuri MK2 là cũng hơi bị ngon, nhưng mà ta lái này không đúng này, Ron Batcan là đúng rồi. Nói chung con Kuri này chỉ có 50% là của nó thôi, còn lại thì cũng chưa ngon lắm. Incinerator thì mình thấy nó cũng không ngon. Nếu như chơi Kuri thì anh em có thể dùng đó là những con những loại vũ khí mà gây sát thương nhanh á, với lại nạp đạn nhanh á thì nó sẽ phù hợp hơn với cái lối chơi với tháp pháo. Thiếu tay lái nha. Enria này, Ragdoll và Smuta, nói chung bậc rank chuyên gia một mà có một con Enria cấp độ 9 thì mình thấy cũng tạm tạm rồi, nhưng mà Ragdoll và Smuta thì nó lại không ngon lắm. Trên thực tế thì Enria này, cái bộ này lúc trước mình đã từng gặp rồi, nhưng mà đó là bậc rank thấp, bậc rank rất là thấp, có thể gọi là bắn được ở rank thấp, nhưng mà rank cao bây giờ anh em bắn gãy ngứa lắm. Một con Enria nếu như anh em sử dụng súng mà bắn gãy ngứa thì chắc chắn là sẽ bị giảm đi cái khả năng chiến đấu của nó rồi. Con nó là càng vào giữa đội hình đối phương mà vũ khí này thì gần như là anh em không có khả năng tiêu diệt được ai cả, vì thế cho nên là sức mạnh sẽ bị giảm rất là lớn nha. Ta lái thì đúng nha, Ron thiếu này, module cũng không có, module cũng không có nhiều. Erebus Dekai, combo Dekai. Về cái phần combo Dekai này thì mình đánh giá khá là ngon với một con Erebus, nhưng mà module thì đem xuyên khiên nó sẽ ngon hơn. Tùy vào cái lối chơi thôi. Nói chung là con Erebus thì nó cũng có khả năng đó là ma quỷ nữa, nhưng mà đa phần nếu như anh em xài đó là Dekai tầm 600m trở lên thì anh em nên đem đó là kỹ năng của nó thì ngon hơn. Bởi vì ở đây có kỹ năng là con Jack Baker, nó sẽ hỗ trợ thêm lượng sát thương cho khả năng của con Erebus gây ra, cũng được, cũng tầm tạm. Mender này, Selfish Manita, Fusa. Combo này á thì ở đây bạn có thể đầu tư rất là lớn về bộ combo này. Anh em có thể chơi leo rank với con Mender này cũng được, nhưng mà ở bên tử chiến thôi, tại vì bên cột mốc là cầm bộ combo này vào bắn không thấm, bắn không thấm những con robot đi giành trụ như là Skyrot. Mình có thể chủ động nó là Skyrot. Incinerator này có thể bắn Skyrot khá là thấm, nhưng mà cái xưởng này, sức mạnh của con Fury này nó không đủ. Bù lại thì con Mender này đủ bộ vũ khí này và tay lái luôn, Ron thì cũng được luôn. Nói chung là con Mender này anh em có thể định hướng lên cao rất là nhiều, rất là tốt. Nhưng mà Fenrir và Mender, Erebus vẫn là ba robot mà anh em có thể chơi lâu dài được. Hai con hai bên này nó là meta, nhưng mà
nó là meta nhưng mà nó không có lâu bền được. Mình có thể dám cá là như vậy, có thể mùa sau nó sẽ bị giảm sức mạnh rất là lớn luôn. Cái bộ Havok và Devastator này này, anh em chuyển qua bên con Fenrir cho mình nha. Tại vì đủ bộ này, đủ bộ hai cái Havok, một cái Devastator. Nhưng mà hiện tại á, trên con Senlo thì con Senlo này nó đang là meta, cho nên là bạn lắp vào thì mình thấy nó cũng ok. Nhưng mà khi mà con Senlo nó bị giảm rồi thì bạn chuyển bộ khí này qua con Fenrir cho mình, bạn cài lên là sẽ đủ Mender và Fenrir, nó sẽ đủ để cài cái xưởng này. Enfeel, Veyron, Tumulus này. Không thể tin được là một cái xưởng này lại xuất hiện, nó là một con Enfeel luôn anh em ạ. Cũng không biết là bạn sở hữu nó như thế nào, nhưng mà hơi ghê gớm khi mà ở rank này có một con Enfeel. Tùy vào cái lối chơi mà anh em có thể lựa chọn, đó là Enfeel cận chiến hay là tầm xa, với lại như là Tumulus này, Veyron và Vazen C này thì tầm 500 m thôi, đam thì cũng không có, chung là cấp độ 4 không có đam, nhưng mà ba khẩu này sẽ bù đam lại được tí. Chung là Enfeel này ở bậc rank này thì mình thấy nó cũng hơi bá, hai cái damage controller luôn, tìm thêm nếu như cần thì thêm hai cái Owen Slaw nữa, và nếu như không có ra thì bạn lắp hai cái damage controller này, mình thấy nó cũng ok rồi. Nhưng mà trong kỹ năng của tà lái bắt buộc phải có kỹ năng đó là phục hồi độ bền nha, phục hồi độ bền liên tục thì nó sẽ ok hơn. Ok, cảm ơn bạn lúc vô win đã tham gia với chúng ta ngày hôm nay, và đến với phần gameplay của bạn luôn. Mình vẫn chưa có xem thử là cái phần gameplay của bạn nó như thế nào, phần gameplay của bạn nó có lắc hay không, nhưng mà chúng ta vào xem thử là biết ngay. Khoan, từ tắt âm lượng đã, đừng có gấp gáp cái gì biết. Âm lượng thì phần âm lượng thì mình thấy nó cũng hơi ổn rồi, để coi cái phần gameplay nó có lắc hay không. Cũng được, cũng không sao, không tới nỗi lắc lắm nha, cái bắn nó cũng được rồi. Rồi mới vào thì team bạn bắn khá là thấm ở nói trong tầm ranh này thì anh em bắn nó khá là thoải mái, cũng chả có gì để mà ràng buộc anh em cả. Ok, giết được một mạng nhưng mà mình thấy nó bắt đầu giật giật rồi đấy nha. Để xem nào, quên nữa, mấy cái bạn mà gửi gameplay cho mình đó thì anh em cứ việc là vào anh ơi em gửi gameplay gửi ID được rồi, anh em không cần phải là phải phải cứ nhắn cho mình, đó là em là fan anh lâu lắm rồi, hâm mộ anh lâu lắm rồi. Cái này thì nói chung là cũng cảm ơn anh em ủng hộ cho mình, nhưng mà cứ cứ làm như là mấy người nổi tiếng vậy không bạn. Kệ anh em chúng ta cứ gần gũi nhau thôi, bạn cứ bảo là, ê thằng kia tao đưa ID với game like đây, vâng mình sẽ nhận nha, mình sẽ nhận, nhưng mà sau đó thì mình sẽ vứt đi luôn, tại vì bạn nói chuyện nói chuyện kiểu đó thì mình không có review đâu. Chung là cứ vào anh ơi ID đây và game like là được rồi, mong anh review hay gì đó cũng được, hoặc là hy vọng anh review ha. Đó, cứ nói chuyện đàng hoàng thì ai mà chả thích đúng không? Em cứ vào đi. Lâu lâu có mấy bạn cứ gửi cái ID xong rồi gửi cái phần game like luôn em, mà không nói một tiếng nào luôn nha. Khi là nhờ người ta mà người ta cũng kỳ kỳ sao á. Mà thôi, dù gì thì mình cũng có phần ID để mình làm tư liệu, để mình làm video thôi, chứ cũng chả có gì. Mình giống như là người bình luận phần game like vậy. Với lại đây chính là một trong những cái chuyên mục mà mình tin là nó sẽ kéo anh em quay trở lại game rất là nhiều, khi mà anh em có thể được tự do làm một cái video riêng ở trên một cái kênh lớn. À không, kênh thì không phải là lớn rồi, một cái kênh cỡ cỡ như mình đó, mình sẽ đưa lên cho anh em tự xem lại cái phần ID với lại phần gameplay của anh em gì đó, định hướng gì đó thì nó ngon hơn. Nói như vậy, nói thì nói vậy thôi, chứ nhiều khi là mấy ông lại không xem tới phần này nữa. Megatron, Megatronet, hình như cái tên này mình nghe quen quen nha. Một trận đấu này thì nó cũng mình thấy thì nó cũng hơi nhàn khi mà Erebus có thể sống sót. Ôi trời ơi, game lắc kìa bạn ơi, trời ơi ấy da, đầu game nó không lắc nhưng mà giữa game nó lắc rồi. Thôi kệ, dù gì thì chúng ta cũng lỡ rồi, mình cũng phải làm cho tới nơi tới chốn thôi. Con đi ship bay màu ngay lập tức với một bộ ghế đó là Dekai. Con Ron Dantoki này không phù hợp với Dekai cho lắm nha. Nếu như cần thì Ron tăng đam đi, Ron tăng đam không? Dantoki thì nó cũng có tăng đam nhưng mà cái kỹ năng của nó lại không hợp lý. Ôi, ôi kìa kìa, máu kìa, máu kìa. Hay da bắn hụt rồi anh ơi. Ông lúc vô win này hình như là có kết bạn của mình anh em ạ. Có đấy, có gặp.
Mấy bên hai thì nhiều anh em các bạn quá. Ui trời ơi, game nó lắc kìa ông nội ơi. Sao thế? Có lẽ do máy yếu. Cái đồ họa này có thể gọi là đồ họa trung bình đấy nha, hoặc là đồ họa cao gì đấy, mình cũng chả biết nữa. Để chỉnh đồ họa. Ừ ha. Để tới mình chỉnh đồ họa cao nữa coi mình có chơi được ổn ở trên anh không ta. Nếu mình chơi đồ họa cao thì nó hơi bị ngon đấy chứ. Đây rồi. Con em ra. Ui trời ơi, tiếng bong bóng nó hơi bị lạ luôn á. Rồi, con bò đó đã bay màu luôn rồi, cũng chả có gì để mà chúng ta có thể liên tiếp ở đây được nữa rồi. Ây da. Súng thì nó hơi tập cẩm nha anh em, nhưng mà bù lại đam thì cũng có, mình thấy nó cũng ok. Nhưng mà chỉ có hai cây tu mulet là nó dí kẻ thù thôi, còn lại mấy cây kia là phải tự nhắm. Mà nhắm không trúng thì chắc chắn là hụt. À, nói về vốn ghê, không trúng thì chắc chắn là hụt rồi, đúng rồi. Trời ơi, game lắc kèo nội ơi. Hơi lắc nha. Nói rồi tới đoạn này cũng phải xem cho hết chứ sao giờ. Video người ta có 5 phút mà mình xem hết 3 phút rồi mình mới chơi lắc rồi sao giờ. Đây. Đây là tàu hình bông tuyết. À, hình bông tuyết thì là tàu gì? Tàu gì hình bông tuyết? Có cái dòng đó nữa ta. Có cái dòng đó. À, hình bông tuyết hình như là Forzen Core đấy. Core đen. Ok, năng lượng thì nó cũng hơi rồi ok, game đã win rồi và cảm ơn bạn đã tham gia với chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn bạn lúc vô win nha. Hiện tại thì mình đang có còn đó là trên dưới 10 bạn gửi phần gameplay cho mình, gửi phần ID chứ, gửi phần ID và gameplay, mình cũng sẽ tranh thủ làm hết trong tháng này. Hy vọng là anh em tiếp tục ủng hộ mình trong cái vấn đề này. Tập 4 nha, giết được 6 kill thôi, cũng không có quá nhiều, quá ngon. Rồi, cảm ơn bạn đã tham gia với chúng ta ngày hôm nay và đồ họa này, đồ họa hiệu suất. À, hiệu suất thôi, nó vừa đủ thôi. Nếu mà đồ họa cao nữa thì à dạ, không được, 2,78 GB lận. Căng á, căng anh em ạ. Hao pin hả? Hao pin à, hao pin thì mình không sợ, nhưng mà thôi, lỡ chơi bao nhiêu đây rồi mình thấy nó cũng mượt mà đúng không? Ở đây thì mình thấy nó cũng mượt rồi. Cũng khá là ổn định rồi, không cần cái gì. Rồi anh em ạ. À, chúng ta đợi chờ gì nữa, vào chơi cái combo báo tem này thôi anh em ơi. Bắt đầu thôi. Let's go. Chơi đại luôn nha. Cột mốc tử chiến gì chơi hết, sợ gì hết trơn. Mình hy vọng là mình có thể nhây nhây càng nhiều càng tốt nha. Quên. Bật full màn hình lên chứ để về chơi sao được. Đấy, cột máu này. Chạy thôi. Chúng ta bắt đầu chạy thôi, hy vọng là sẽ dễ thở hơn một tí. Không được, cây trụ đó không chắc ăn, mình phải chạy thôi. Đừng bạn ơi, cái gì vậy? Thằng cái đó đây giành trụ trước kìa. Ê, đừng để nó giành. Trời ơi, không vào kịp chứ. Đây mình vừa có khiên vàng mà vừa có khiên xanh luôn nha anh em, hơi bị ảo. Ôi chạy kìa, chạy cũng hơi bị ghê chứ bộ giỡn. Không còn về đằng kia kìa, mình không thể nào ở đây được, nguy hiểm quá. Đó, có khiên vàng, có khiên xanh luôn. Nó bắn bể khiên vàng, nó vẫn còn cái khiên xanh. Ác vãi đạn này chứ. Trụ kìa. Ác vãi đạn. Đấy, bắn bể khiên vàng còn cái khiên xanh. Tấu hài là chính. Mình sẽ đợi nạp khiên nha, mình đợi nạp khiên xong mình chạy tiếp. Trong khi đó thì team nó đang mất trụ ấy, không sao. Dù gì mấy bữa nay chúng ta win trận cũng nhiều rồi, ngày hôm nay chúng ta báo team tí không sao đâu ha. Ác thiệt chứ, có khiên vàng của khiên xanh luôn em ạ. Vãi đạn thì chứ. Đợi nạp cái khiên vàng xong chạy tiếp thôi, chạy thôi, chạy. Có khiên vàng khiên xanh à. Ôi, đừng đừng bắn em anh ơi, đừng, đừng mà, đừng, đừng, đừng. Em chạy đây. Anh đừng bắn em nha. Ây da, mấy thằng này nó không để cho mình yên tơi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Pha này làm sao mình có thể sống sót nổi đây? Hết thời gian rồi. Ây da. Bà cua ngay chứ để chơi nữa. Mình cầm có một cây tách thôi, làm sao mà có thể đỡ nổi hàng này được. Chạy thôi. Ôi, ôi, ôi. Ôi nó hất mình văng văng luôn kìa. Ừ hên quá, nó chạy qua bên kia, mình dạy lại cái trụ này.
hài quải chữ. À, đợi nạp khiên xong mình lại lao ra mấy cái trụ nữa thôi. Không, đợi chờ nó. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Thơm đây rồi, kẹo thơm đây rồi. Con dê đó nãy giờ phá tem hơi nhiều nha. Nãy mình báo nhiều quá nha. Để cho nó sống sót quá lâu là một cái vấn đề rất lớn ấy. Sao anh em ạ? Ôi chạy vòng 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 vậy, vậy cũng nạp tao mẹ được này. Ác thiệt chứ. Tấu hài là chính, tấu hài là chính anh em ơi. Đẹp, giữa có khiên vàng giữa có khiên xanh hơi bị khó chịu nha. Súng mà muốn xuyên qua được hai cái này thì cũng thời ơi. Ẩu 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 ẩu, chạy 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 chạy. Mấy anh ơi, mấy anh tha em nhá, mấy anh đừng có làm bậy làm bạ hồi là em. Ôi trời ơi, nạp đầy titan nó là ok nha anh em. Mình mà nạp đầy titan nó là ok. Súng này thì mấy thằng này bây giờ qua đi, giết nó đi, giết nó đi, giết được nó không? Đây đây đây, tôi chọt nó nè, chết luôn rồi ơi. Nhưng mà không phải tôi giết. Ôi vô khiên cái đã, khiên cái đã, bật khiên lên, bật khiên lên, anh có khiên mà. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ui, tính ra nãy giờ chạy vòng vòng vẫn còn sống này, quải trưởng thiệt chứ hai. Đây đây đây, nó để tôi, để tôi giết được một mạng trước khi mình nằm xuống thôi. Đẩy. Tới công chuyện thì chứ. Cái đây đi giành trụ đúng rồi, tính ra là nãy giờ làm vậy luôn mà vẫn giành duy trì được mấy cái trụ xanh chứ bộ. Chắc là vẫn chưa phát hiện ra con này đang ở đây đúng không? Con Titan này đang ở đây đúng không? Ồ, cu đi luôn. Ghê vậy ta. Sống hộ cái. Đấy, tôi nói mà đâu có sai đâu. Giờ có Enfeo ra thì may mắn còn sống. Ngon, mình nâng tao lên cái cho mày chết không toàn thay. Ôi cảm ơn nha, đáng lẽ mình đang sợ là không bắn trúng tụi nó thì thằng Newton nó nâng mình lên. Tuyệt vời. Ôi ê, ẩu 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 ẩu, tới giờ mình mới nhận ra con Newton nó cầm 4 khẩu súng lửa. Ôi trời ơi, ai da ai da, căng. Sợ nó nâng mình lên thêm phát nữa mình bay màu luôn quá anh em. Căng ấy, 4 khẩu súng lửa nó chỉ nhiều hơn là 3 khẩu chứ, đúng không? 4 nhiều hơn 3 chứ. Nhưng mình có khiên, mình có khiên. Ơi ẩu là mấy ông ơi, mấy ông ơi giành trụ là mấy ông ơi. Mày solo lửa ra không chơi không? Trời không, tao chơi với mày. Ây da. Ê, xin lỗi bạn nha. Ơi ẩu rồi, không lẽ mày bắn hoài mày không nóng? Ngon bắn. Ừ đúng rồi, bắn mù nó bạn, hay quá. Tự nhiên đâu xuất hiện qua thơ này, mày tới số mày rồi. Đó 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 đó, đi 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 rốc rồi, bay đây mày, ngon bay đây đây. À thơ lui lui lui, à thơ lui lại đây, tôi đỡ đạn cho bạn nè, bạn cứ yên tâm đi. Lui lại, lui lại đi, lui lại đi. Con a thơ súng mù này sẽ có rất là nhiều lợi ích cho mình nha anh em, và mình phải bảo vệ nó. Nó sẽ có rất là nhiều lợi ích cho mình trong cái vấn đề đó là bắn tiêu diệt con Titan khác. Bay hoài vậy ta, bay hoài man. Trời ơi à. Rồi, mày làm chậm tao hả? Mày hết khiên rồi mày sung hả? Chết. Giỡn mặt. Thiêu rụi hết tất cả đi, thiêu rụi hết. Thiêu rụi hết. Nhảy đâu à? Mày. Mày nhảy, nhảy, nhảy. Em ra anh. Có một thằng nào đó nó bắn mình ấy, đâu ta, nó đang ở đâu ta? Về hả? Về nướng luôn chứ đợi chờ gì nữa ta. Ê mấy cái trụ này không vui nha, tôi không vui về cái vấn đề này nha mấy ông. Giành trụ lại đi nào mấy chế ơi. Đúng rồi đó, đừng để mất trụ nha. Ơi bản thân mình cũng để mất trụ nữa chứ ta, phải giết mấy thằng này trước chứ đúng không, để cho mày sống là mới mệt đấy. Đúng rồi,
Bây giờ mày không đi mới lạ. Đi nè, đi nè. Dành trụ lại mấy cha ơi. Trụ đâu rồi? Trụ nhà, trụ giữa, trụ top, trụ đường trên, trụ đường dưới đâu hết rồi? Ôi trời, mình bắn trong góc rồi cũng trúng nữa. Hài quá chướng à. Rồi chuyến này đi, đi chân lạnh toát rồi. Đi. Trời mấy cha, dành trụ lại mấy cha ơi. Trời ơi à, trời ơi à. Thua đấy. Nếu mà mình mà đi chơi trụ mà mình nãy giờ mình báo team mà để cho team nó thua trụ lại thì đúng là báo thiệt. Đúng là mình báo thiệt. Trời ơi con róc ơi là róc, mày sau lưng mày không chịu đi giành trụ, mày đi đâu vậy? Cái team tôi, trời ơi à. Tính ra đó là mấy cái trụ nhà luôn á mấy ông ơi. Ơi trên rank vô địch rồi đó. Trưởng thành lên, trưởng thành lên, quan tâm tới trụ một chút đi nào. Ôi à. Rồi thôi anh em à. Mình có thể dám chắc như vậy với cái tư duy của mấy thằng này thì không thể nào mình có thể win nổi rồi. Con Loki nó chạy trụ tích cực như vậy mà tụi nó còn bỏ trụ nó đi bắn nhau thì thôi rồi, còn chơi gì nữa đâu. Không kịp rồi, mình đi khỏi cái trụ này là mất luôn. Hay chán thiệt chứ. Tức là con Loki nó xuất hiện đầu tiên nó sẽ không nguy hiểm bằng con Loki xuất hiện sau cùng ở đây mà. Tại vì sau cùng toàn Titan không à, không có thằng nào dí kịp đâu. Đây. Tuyệt vời. Mấy thanh niên này chơi trụ như thế này đây. Đạt nữa, đạt đẹp trai. Ừ đúng rồi đẹp trai thật đấy. Hội cô đơn nữa. Đúng rồi, hay quá. Ok anh em ạ. Trận đầu tiên báo tem thì đúng là mang danh tội đồ đó. Top 1 rồi nhưng mà cũng chả làm được gì. Chung là chơi 6 hay 6 thì chúng ta cũng phải chấp nhận cái vấn đề đó là đồng đội thôi. Nhưng có đồng đội thì nó như vậy. Nhưng mà trận đầu thì quả thật là mình sống hơi bị dai. Cũng được, dù gì cũng top 1 thôi. Trận này báo nữa mà thua nữa là một hồi mình phải dọn đường anh em ạ. Mình phải dọn đường đấy. Ui, cái bầu trời hôm nay sao đẹp thế? Đâu rồi? Nãy mình mới thấy nè, cái bầu trời có cầu vồng này anh em, vãi chưởng thiệt luôn. Đây. Sợ coi tôi chạy kìa. Ui, đẹp thế. Quên mất đi giành trụ thôi chứ hồi để team nó chửi nát bét à. Clan Z này mình đã gặp rồi. Hình như là một clan cũng là cài trai nha. Rồi anh em, dịch chuyển mấy bạn. Qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây. Biết ngay mà. Ơi, súng điện. Ẩu rồi đó. Ba cua, chạy, 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 chạy. Tí xíu là toàn với nó rồi. Đi qua giành cái trụ này thôi. Làm sao mà nó dí kịp mình được. Mình chạy gấp 3 lần đó mà, đúng không? Đó, đi giành trụ thôi. Nhiệm vụ chúng ta ngày hôm nay có giành trụ và giành trụ. Hay là đi hỗ trợ đam thêm tí ta. Rồi mình đang súng điện đấy. Đừng đừng dại dột gì mà chơi với nó nha. Cẩn thận nha. Nguy hiểm nha. Biết ngay mà. Em chạy đây. Em tạm biệt anh nha. Mình canh nó dịch chuyển xong rồi mình chạy thôi. Tại vì nó không thể nào đuổi kịp mình được. Tăng hết tốc lực để mà chạy thôi. Đúng rồi, mình có thể nghe thấy tiếng lửa xịt ra từ chân của con Orochi này nha anh em. Khá là đúng là logic của game ấy. Từ từ. Con reset đó có vẻ là không thể nào chống chọi nổi với con Senlo rồi. Đứng đó luôn rồi. Cái trụ giữa vẫn đang mất này. Mấy anh em đi đi giành trụ hay bị ghê nha. Đây rồi. Loki cũng đang chạy. Loki cũng đang chạy. Đúng rồi, vậy thì mình sẽ chạy qua cái trụ này. Mình bước qua đời nhau. Tính ra cái tòa nhà đối với con Orochi này nó cũng hơi nhỏ này mà. Đây, anh em có thể nhìn thấy tòa nhà không? Game này mình. Rồi ok, cái trụ này đang trống này. Không dạy gì mà không chạy vào đúng không? Đây là chiếm cứ mà đúng không? Lấm 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 lấm. Cái ông Raven 8A đó nãy giờ vắng hơi bị ghê nha anh em. Và nếu như mình cứ thả nữa thì một hồi mình sẽ. Ơ con Loki nãy chạy cũng lẹ phết đấy chứ. Đùa nhau à. Đó mày đùa không? Đùa không? Đi. Trụ nhà kìa. Mấy thằng này nó đi giành trụ ghê quá anh em ơi. Là ngoài quạng thua quá chứ. Cuộc đua giành trụ hay sao đó trời. Trụ đi mấy trai. Đây 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 đây. Cái trụ này trống lỏng luôn nè. Tại sao không giành đúng không?
Mình đã đi một dọc. Ồ, có anh Phèo. Ngon, ngon, ngon. Có anh Phèo đỡ thêm được tí. Đúng rồi, giết cái thằng Raven đó đi. Ôi, thằng Loki này, nãy giờ nó chạy theo mình kịp luôn anh em ạ. Phải chưởng. Rồi, bây giờ thì mình cứ đứng mình canh thôi. Nếu mà nó đi khỏi cái trụ này, mình sẽ lao vào đó nha. Chung bây giờ chúng ta cũng chả cần gì. Ôi, có hai anh Phèo luôn. Ngon, game này, trận này tìm gánh rồi. Mình có gan quá khi mình chạy qua đây không ta? Không gan lắm đâu anh em ạ. Nó vẫn chưa nhìn thấy đâu đúng không? Ok, bật bật súng lên bắn nó cho tao coi. Đừng để nó giết tao chứ. Thôi chạy 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 chạy. Thằng Loki nhìn có vẻ là nó không phụ mình rồi. Hay quá. Trận này team gánh trụ, trận này team gánh rồi anh em ơi. Trận này team gánh rồi. Lên dốc thì nó hơi chậm nha. Mình sẽ hỗ trợ tí đam nhờ vào cái khả năng của Orochi này. Ok. À, khoan, 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 khoan. Để mình đợi xem là mình có bay qua đây được không nha. Từ nha anh em, từ nha. Xem đây. À, khi mình bật kỹ năng lên thì cái đuôi nó sẽ quẩy nha anh em. Đó. Ồ, bay luôn. Ui giời ơi, bay luôn chứ không phải là còn đi bộ. Ê. Con ra Ken đi ra không nhìn thấy mình. Hello bạn nha. Tôi xin cái trụ nha. Ê, ẩu rồi, ẩu rồi. Cũng chưa chắc là có thể ăn được tôi nữa. Thôi chạy thôi, gấp gì. Đúng rồi, anh Phèo này. Anh Phèo ơi, cố gắng giành trụ đây nào. Tôi đã không. Ừ. Bây giờ mà chạy qua đây là cây trụ này nó vẫn xanh lại được. Trong trận này thì nhây nhây tí thôi, không cần phải nhây quá đâu. Ôi. Thôi chết, thôi chết, thôi chết. Có một con này đang ở đây. Thôi vậy thôi, cho chạy về trụ bên kia. À, không biết tụi mày có giết kịp tao hay không nha. Không biết nha, không biết nha, chứ tôi là tôi chạy đó. Chắc đang tức lắm hả? Tức lắm hả? Dí làm gì kịp mà dí. Tạm biệt nha. Ôi, nó dí kịp luôn kìa. Phải chưởng, mình chạy vậy luôn mà nó vẫn dí kịp hả? Chết rồi, chết rồi. Đứng ở cái trụ này. Ôi dò. Ghê đấy, cũng ghê đấy nhỉ. Rồi nhưng mình vẽ tụi nó quay trở về cái trụ đó được rồi nha anh em. Và bây giờ thì công việc của mình chỉ là giành lại cái trụ này thôi. Còn ra này bây giờ mày ngon rước qua đây rồi tao không xử mày bên lạ đó. Mày ngon. Đúng rồi, thầy Phanh mày cứ núp ở đó đi. Để tao che cho. Đúng rồi, tao che cho. Giành lại cái trụ này là game win nha anh em. Không cần phải gấp gáp nữa. Đấy. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao đỡ nổi game này. Không thể nào đỡ nổi luôn. Rồi ok, game đã win rồi nha anh em. Và mình sẽ chơi thêm một trận nữa để đánh dấu trận cuối cùng. Coi như là nếu như thắng được thêm thì ngon, còn không thì thôi. Ví dụ như vậy. Ok. Tập 3, không mạng, không không hỗ trợ, 5 trụ nha, chạy 5 trụ nha. Mình kia chắc nó đang cài mình dữ lắm này. Chung là mình báo thì cũng có báo, nhưng mà trụ với lại chiến thắng thì vẫn phải đặt lên hàng đầu nha. Ok, đã có gì. Giờ anh em ạ, à, trận cuối cùng. Và mình sẽ chơi trận cuối cùng nha. Thì hôm nay báo hơi nhiều. À, tuyệt vời. Lại thêm một trụ ở tầm xa nữa. Đúng là báo tem thì chỉ có mình thôi, chứ không ai chứ. Mình sẽ chạy qua đây nha. Sau đó mình sẽ lợi dụng dụng cộng dịch chuyển để mình dịch chuyển qua bên kia. Bay qua khu dung nham luôn nào. Bay qua khu dung nham luôn. Vẫn rớt xuống. Mình sẽ chừa lại một lần kỹ năng cuối cùng nha anh em. Hy vọng là nó sẽ đem nó tác dụng tốt. Chạy mà thế gì. Ây da. Ẩu rồi đó. Có sen lâu nữa chứ. Chạy thôi. Chắc chắn là nó sẽ theo. Ồ. Căng nhờ. Căng nhờ. Cái thằng đó là cái thằng hồi nãy nha anh em, cái thằng Eiffel hồi nãy đấy. Mà có thể khả năng cao là nó nạp đầy Titan rồi đấy. Đùa được. Chết rồi, trận này mà chơi giỡn là thua á chứ không phải đùa đâu. Vẫn còn phải ship được. Chết. Dạ.
Xíu nữa thì mình giết được nó rồi. Đi này chạy nhanh thế. Đó, biết ngay mà con Enfeo nó đã xuất hiện rồi mà. Không được kịp rồi, mình không thể nào. Enfeo nó đã xuất hiện rồi. Khả năng cao là mình sẽ bay màu ở cái chỗ này. Nhưng ít nhất cũng phải nạp đầy đầy Titan chứ nhỉ. Không thể để cho tụi nó muốn làm gì thì làm được. Giành lại cái chỗ thôi. Giỡn mặt hả? Đúng rồi, team ơi, lao lên, giành trụ lại đi. Đầu trận thì mình gặp con Sen lâu đó, mình không thể nào đề phòng nổi này mà. Nó mạnh quá. Nó nẹt có phát chết queo luôn mà. Hay quá, bay màu cả đôi luôn. Để giết mình thì không phải là chuyện dễ dàng đâu. Coi, hy vọng là mình có thể giành lại được cái trụ này chứ nhờ. Lôi bằng Fenrir nha. Tôi đi nhờ tí. Hay da. Xem ra là không đi nhờ được rồi. Newton xuất hiện rồi. Khoan. Chưa chắc. Chưa chắc. Vẫn còn nhây được. Nhưng mà trụ thì nó đang bị giành lại rồi. Cần đấy nha. Ok. Gọi là tạm tạm thôi chứ cũng chưa gọi là ngon lắm. Mình cần đi. Ừ đúng rồi, có ông chạy qua đây giành trụ cũng ok. Chúng ta cứ thủ mấy cái trụ này là được. Mình sẽ đứng ở ngay cái cột này nhá. Thằng Amor này khả năng. À, xe đáp, mình tưởng đâu là. Ồ, lại một con xe lô nữa. Căng đấy, niên này giàu thế nhờ. Ôi đồn người ta có khác. Ráng ráng chịu đựng đi thằng G. Đúng rồi, tôi có hỗ trợ cho bạn rồi. Đi vô cái trụ đi, tôi đứng đây tôi giám sát cho. Yên tâm. Một con bọ cạp nữa. Yên tâm tôi nướng nó rồi, bạn cứ đi vô trụ đi, không sao hết. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi xong, mày phải ship xong đợt này mày đâu về được nữa đâu đúng không? Ngay mà. Chết là chết luôn chứ giỡn. Ê nhưng mà mất trụ nha. Lo đó mấy cái trụ giùm tôi cái đây. Đi nè. Cái nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, dành mấy cái trụ ở nhà tụi nó là chắc ăn nhất, bắt buộc tụi nó phải quay về hoặc là hủy boss chứ không thể nào mà mình cứ lo ở mấy cái trụ nhà của mình được anh em ạ. Mấy cái trụ của nó mới là cái thứ mà mình đang nhắm tới. Nếu mà tụi nó muốn thủ lại thì nó phải quay về hoặc là nó hủy boss. Đứng sau tường là sống hả? Đó, mình đã kéo thành công là mấy cái thằng ở tầm trên kia nó quay ngược trở lại rồi nha anh em. Và bây giờ nó sẽ tập trung ở đây để nó giết mình. Mình sẽ câu giờ ở đây và trong thời gian đó thì team nó sẽ đi giành lại cái trụ A. Cái trụ A này, đi qua giành đi, qua giành đi, tao đang đứng ở đây rồi nè. Tao câu giờ hết rồi nè, mấy bạn cứ việc giành trụ đi, không có gì hết á. Đó. Đó 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 đó, đúng rồi rồi thôi xong. Sao? Rồi con Titan của cái thằng kia hình như nó chết luôn rồi sao á, cho nên là nó không có gây, nó không có làm gì tiếp được nữa hết trơn. Ok, game này win là cái chắc rồi nha anh em, không chờ đợi thêm nữa, mình tiêu diệt mấy thằng này thôi. Ồ, căng đấy nhỉ, căng đấy, cũng cầm súng lửa như bao người đồ chứ giỡn. Nhưng mà bây giờ thì cũng không chắc là bạn có thể giết được tôi đâu nhá. Thích solo đúng không? Ok, chơi bạn luôn nè. Khi mình đứng gần như thế này thì khả năng trúng. Không trúng luôn rồi. Thì khiêu khích luôn, khiêu khích luôn. Khiêu khích thì khiêu khích chứ sợ gì. Chơi, chơi thì chơi. Giỡn nè. Nhưng mà tôi có hỏa lực của Enfeo hỗ trợ. Ok anh em ạ. Rồi, em này có thể là win ở đây rồi. Ok chưa? Trời ơi, giờ này còn nẹt nữa, nẹt đi bạn, thoải mái. Không có gì hết trơn. Rồi. Được rồi, và game này đã win tại đây. Chắc là cũng không còn gì để mà. Rồi.
Ok nè, và video mình tới đây cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp anh em vào những video sau nha. Tạm biệt anh em nha.